Lạy Cha, chúng con cầu nguyện xin sự sức giàu của Ngài trên tất cả các bạn trẻ thanh niên của chúng con, là những người được Chúa kêu gọi, được Chúa lựa chọn, được Chúa cứu về trong nhà của Chúa, và Ngài huấn luyện để trở nên những tay đánh lưới người cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Xin giúp đỡ cho các bạn trẻ chúng con để có thể dám từ bỏ tất cả những cái thú vui của đời này, những cái ham mến của đời này, để bước đi trong sự kêu gọi của Chúa, để trở nên là những Giô-suê, trở nên những Ti-mô-thê, là những người hầu việc Ngài, là những người làm vinh hiển danh của Ngài. Con cầu nguyện xin Đức Thánh Linh Ngài vận hành, Ngài khai phóng, Ngài sức giàu chúc phước cho các bạn thanh niên của chúng con. Đặc biệt Chúa ơi, xin Chúa chúc phước cho các ban thanh niên, các trưởng ban thanh niên của các vùng của chúng con ở tại Hội Thánh, các bạn trung tín ở trong sự nhóm lại, trung tín trong sự tìm kiếm Chúa, trung tín trong sự hầu việc Ngài. Chúa ơi, xin giúp đỡ chúng con, bởi vì chúng con biết rằng thanh niên tuổi trẻ thì rất là ham chơi, nhưng mà xin Chúa nhắc nhở, tỉnh thức tất cả các bạn thanh niên của chúng con để các bạn quyết định để bước đi trong công việc hầu việc Chúa, để làm vinh hiển danh của Ngài. Xin sức giàu cho tất cả các anh chị em thanh niên của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng các bạn thanh niên và chúng con công bố rằng chúng con là thế hệ sẽ làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời. Chúng con quyết định để bước đi trong ơn kêu gọi của Chúa và sẵn sàng bước đi và làm vinh hiển danh của Ngài bất chấp tất cả mọi điều, vì Ngài là số một trên cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài, ngợi khen Chúa vì buổi tối ngày hôm nay chúng con được ở trong sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn và bày tỏ cũng như là chúc phước cho tất cả quý vị ông bà anh chị em chúng con ở trong phòng Zoom này, để tiếp tục trong ơn lành của Chúa, trong sự dẫn dắt của Chúa, để chúng con cùng nhau thờ phượng Ngài, cùng nhau tìm kiếm Chúa trong sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa. Cảm ơn Ngài. Chúng con dâng mọi sự vinh hiển cho Cha. Chúng con hết lòng thành kính và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.